Hello, xin chào cả nhà. Và hôm nay mình sẽ làm gì ta? Cắt móng tay. Thì mình nghĩ đây là một cái hình thức để mà xả xui các bạn đó. Thì móng tay nó dơ hay này kia đó, sau khi mình cắt đi á, mình làm lại thì nó vậy nó sạch sẽ hơn. Thì những cái gì đó nó tốt đẹp nó sẽ đến thôi. Đó là theo cái cách của mình nghĩ nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu thôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt móng tay trước nè. Cái mới cạo cái sơn ra nè. Bây giờ cắt móng tay xong rồi cái đầu cắt cái da xung quanh á. Đó. Rồi sẽ cạo những cái lớp sơn còn dư nè, cái da xung quanh nó cũng còn dính sơn nè. Ta cạo đi. Xong bắt đầu mình làm lại móng tay khác rồi mình sơn lại cái khác. Đó thì hy vọng một cái điều gì đó tốt đẹp nó sẽ đến thôi ha các bạn ha. Tại vì cái móng tay á, theo mình nghĩ á, thì khi mình làm nhiều việc á, thì cái dơ nó sẽ bám vào bên trong. Thứ nhất là nó sẽ mất vệ sinh, thứ hai là nó sẽ làm cho cái tay mình nó không được thẩm mỹ á. Đó là cái hai vấn đề chính đó. Rồi thì đối với mọi người á, bây giờ mình cắt nha các bạn. Đối với mọi người thì nhất là nữ thì người ta rất thích để móng tay dài các bạn, thì người ta sẽ giũa làm theo một cái form nhìn nó rất là diện là sang chảnh á, đó cái theo cái kiểu như vậy ha. Nhưng mà theo đó thì những cái người đó thì người ta dạng là yêu là sung sướng á, người ta ở nhà ở không, người ta không có làm việc, không có làm gì hết á, không có phải đụng tới tay rồi này kia, thì nó sẽ làm cái tay nó không có được đẹp á, rồi nó sẽ tróc hơi y rồi đó, thì nó sẽ dơ móng tay ở trong nữa. Nó thì những cái người đó thì người ta sẽ nên làm ta để móng tay dài ha, nhìn cho nó có thẩm mỹ, có một cái gì đó mang tính cách là sang chảnh. Và thứ hai nữa, khi mà sơn lên á, nhìn nó rất là đẹp, với lại vẽ lên á, đó rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sơn mình cắt móng tay ha. Đối với mình á, là mình sẽ thích cắt móng tay nó ngắn thôi các bạn, nó ngắn. Khi đó mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nè. Thứ nhất là sẽ cảm thấy rất là nhẹ, thứ hai là cảm thấy rất là thoải mái nè. Đó, thứ ba là nó sẽ không có cảm giác nó dơ nè. Và một điều đặc biệt nữa, khi mà các bạn cắt móng tay á, các bạn có nên cắt sát như thế này không? Sát vô luôn không? Đó, tại vì á, khi mà các bạn cắt sát quá thì khi các bạn làm việc gì đó, các bạn cầm, ví dụ các bạn cầm cái này kia, thì cái da nè, cái da, cái đầu móng này nó sẽ y là vô tình nó sẽ làm bị đau ở trong cái giữa cái miếng da, giữa cái miếng da mà nó kết nối giữa cái da với cái móng á, thì nó sẽ bị y là bị tổn thương, thì các bạn sẽ bị cảm giác là rát. Đó, khi các bạn làm những công việc nặng nhọc á, thì đòi hỏi là các bạn nắm hay này kia đó, nắm nó chặt á, thì nó sẽ bị dễ tổn thương nếu mà các bạn cắt móng tay sát vào như vậy ha. Thì nói chung là mình sẽ cắt vừa phải, nhưng mà mình sẽ thích cắt sát vô luôn. Tại vì sao các bạn? Tại vì mình cảm giác là cứ để dài dài là những dơ sao á, như là cái dơ nó sẽ bám vô đó, cho nên mình sẽ thích là cắt ngắn luôn. Đó, cắt ngắn luôn ha. Rồi cắt xong rồi bắt đầu mình sẽ cắt phần da phía bên, phần da xung quanh. Đó, sẽ cắt phần da xung quanh. Không có đeo mắt kính cho nên không có thấy đường rõ lắm nha các bạn. Đó, mình cắt phần da xung quanh. Thì nói chung á, trước khi cắt thì các bạn nên ngâm móng tay á, hoặc là các bạn có thể cắt cái móng tay sau khi các bạn rửa chén nghe, mà các bạn giặt đồ gì mà các bạn đụng vào nước á, thì sẽ làm cho cái tay nó mềm ra các bạn. Đó, khi mà cắt thì nó sẽ dễ, cái cắt nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn để tay khô á, là tay khô á, thì cắt cái cảm giác y như nó bị khô, nó không bị mướt á, khi mà cắt á nó sẽ bị sừng lên á. Nó ý là vậy ha. Nó với lại khi các bạn cắt khô thì nó sẽ cảm giác nó sẽ đau hơn là khi các bạn mà cắt mà cái móng tay nó mềm á. Nó
đâu để giờ mình sẽ cắt, nãy giờ cắt được 2-3 ngón rồi, bây giờ mình sẽ cắt tiếp để cho nó hoàn thiện ha. Rồi sau đó là mình sẽ sơn lên đó. Đó là sẽ qua hai cái khâu, một là cái khâu làm sạch, hai là cái khâu làm đẹp đó. Ok, đó mình sẽ cắt cái móng rồi mình sẽ cắt cái da xung quanh đó. Ok, và bây giờ rồi và bây giờ mình đã cắt xong cái móng tay, rồi cắt cái da xung quanh thì mình chỉ cắt ít ít thôi bạn, cái da, tại vì cái da này nó cũng rất là quan trọng. Khi mà các bạn cắt cái da đi á, mà các bạn cắt nó dạng nó hơi sực, nó dạng nó không có đứt hết ấy, thì nó sẽ bị sần. Rồi sau đó các bạn đi làm việc á, các bạn đi làm những công việc như là gì đó bị nặng nhọc gì đó, thì các bạn sẽ dùng cái bàn tay nhiều á, thì vô tình cái da xung quanh đó, nó sẽ bị rách ra, thì nó sẽ gây ra cái cảm giác là rất là khó chịu ha các bạn ha. Có bị lần nào là các bạn sẽ biết ha. Đó, với lại khi mà chúng ta làm việc á, cái tay mà nó bị tổn thương như vậy thì khi mà các bạn làm nó rất là đau đó, cái cảm giác rất là khó chịu ha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn nha, các bạn nhớ xem cái video tiếp theo, đó là sẽ là video sơn móng tay. Bây giờ mình đã xong cái quá trình là làm sạch móng tay rồi ha. Ok.